Rồi, thấy em gái chưa? Đây 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 Anh bình em đây gái chưa? với thầy 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 Ngọc Nhiên hả? Tên Dạ. thiệt tên gì? Tên gì thì của em thấy ngẫu nhiên, tại vì Facebook em bị chặn tính năng chim trực tiếp rồi, em mượn Facebook của em Hoàng Hải anh. Rồi chào thầy Ngọc Nhiên. Rồi. Em cũng cảm em cũng thay mặt bà con người dân yêu Tổ quốc, em cảm ơn anh Bình cho những cái lời thật sự cho bà con của bọn chúng em, thì em cảm ơn anh Bình rất là nhiều và em gái rất là ngưỡng mộ anh Bình. Và em mong sau này có nhiều người Việt kiều như anh Bình vậy đó lên tiếng nói thay cho bà con, nói sự tình đất nước, trong nước và ngoài nước. Anh Bình có cái gì để hỏi em không? Giờ em hỏi anh Bình cái này nè. Thằng Tăng thì nó hay hát cái bài nó thích cái bài hãy trả lại đây quyền tự do con người. Đó anh Bình nghe nó hát không? Thì anh Bình nghĩ đi, giờ em hỏi anh như ngày xưa với. Của nhạc này á là của là quay Trúc Hồ. Dạ. Bây giờ Dạ. cái Trúc Hồ á, để cho anh, để Bình Hồ nói Dạ. chút về Trúc Hồ chút đây, rồi mình nói vào Dạ. coi như cái người bằng con nhạc đây. Thật Dạ. ra Trúc Hồ á bây giờ nó rất là hối hận những cái bản nhạc nó sáng tác ra, là coi như là những cái bản nhạc giống như trả lại đây, rồi cái bản nhạc coi như đáp lời sông nổi, những bản nhạc mà coi như hàng hàng sáng tác bây giờ là rất là hối hận. Những một người sáng Dạ. tác, một người nhạc sĩ mà sáng tác rồi á, là bản nhạc nó ra nó nằm ở ngoài đời rồi, bây giờ thu lại cũng khó lắm. Thành bây giờ Trúc Hồ đã nhức nhối những cái bản nhạc đó lắm. Dạ. Đó, đó là một người nhạc sĩ đã đi lầm và viết lầm và hiểu lầm. Dạ. Ok, mời thầy cùng nghe. À, tôi quyền tự do, quyền con người.